Chào các bạn, mình là kỹ thuật viên âm thanh trung chính tại Hà Nội. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về đấu nối các chiết áp trong hệ thống của âm thanh thông báo. Trên tay tôi là chiết áp gắn tường của loa. Thì bình thường cái chiết áp này sẽ có hai hình dạng chính, đó là hình chữ nhật và là hình vuông. Chức năng của cái chiết áp này để điều khiển âm lượng loa từ 6W đến 100W. Trên tay tôi là chiếc áp của hãng Toa. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn đấu cái chiết áp này để điều chỉnh âm lượng của loa chạc kháng cao và vào cái âm ly chạc kháng cao. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn đấu chiết áp Toa AT303AB. Trước hết chúng ta sẽ đấu dây vào âm ly. Bình thường trắng sẽ đấu vào com, còn dây đỏ sẽ đấu vào 100V. Từ âm ly đường 100V màu đỏ ta cắm vào N của chiếc áp. Màu trắng là com, từ âm ly ta sẽ cắm vào R của chiếc áp. Bước 3, dây dương của loa ta sẽ cắm vào đường FB ra. Còn dây âm ta sẽ cắm vào đường chung với đường com của âm ly. Mà com của âm ly thì mình đang để là dây màu trắng chung vào đường R. Sau khi đấu nối chiếc áp xong thì bây giờ chúng ta cùng thử chiếc áp xem âm lượng sẽ như thế nào. Chúng ta bắt đầu tăng giảm chiếc áp. Nấc thứ nhất. Nấc thứ hai. Nấc thứ ba. Nấc thứ tư. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn đấu nối một số loại chiết áp của các hãng và sau đây là một số lưu ý. Thứ nhất, đó là các bạn phải chọn cái chiết áp mà lớn hơn hoặc bằng công suất của loa. Thứ hai, các bạn phải đấu cái chiết áp đúng với đầu dây, đúng với sơ đồ của nhà sản xuất. Không quá thì nó sẽ dẫn đến cháy, chập và nổ. Và một cái rất đơn giản thôi, cái lỗi mà mình hay đi thi công đó là các bạn khi mà đấu xong rồi quên không vặn chiết áp lên để thử loa. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn đấu một số cái chiết áp trong hệ thống âm thanh thông báo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chương trình audio âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.